Xem nước mắm. Ngốc một khi gọt nữa được à. Cứ mắm nó ngon. Ngày này ăn nước mắm với cũng ghiền nữa thiệt. Ngày nước mắm nữa. Rồi, rồi cho anh ăn gì Thắm? Đâu có, em cho chó ăn tép mỡ. Vậy gì? Ơi, tép mỡ ngon gì mà đổ cho chó ăn vậy trời? Chứ không đổ cho chó, không lẽ giữ lại cho anh ăn hả? Ừ, đúng rồi. Tép mỡ này, cho chó ăn mà. Anh dặn ăn với chó luôn. Với chó luôn. Wow, tép mỡ này ta chế biến được nhiều món ngon lắm á trời. Tự nhiên đổ. Vậy Thắng lấy dầu lấy mỡ ra thôi, chứ cái xác thì bỏ chứ ăn uống gì. Ủa đó, giờ chưa ăn tép mỡ luôn hả? Chưa. Ờ, vậy là không biết rồi. Đây đây, sách đây chỉ cho làm món này cực kỳ ngon luôn. Ngon. Đơn giản mà ngon với món tép mỡ nè. Không mấy thì ăn không cũng ngon nữa. Ăn không cũng ngon hả? Ừ, cháy đường cũng ngon nữa. Ngon không? Mày biết có gì đâu ngon. Trời ơi, không biết cho người ta, nhiều cũng biết nha Thắm. Biết gì, nay nấu món gì mà toàn rau, rồi hành lá, nước mắm nữa. Ngày nào cũng chưa ăn nước mắm chứ nhở? Nước mắm là món ruột mà không biết trơn. Rồi giờ mình bắt chảo này chảo mỡ lên nha. Không có được thài chứ hả? Anh cho em ôn về cái kỷ niệm xưa. Những cái món này hồi xưa nó không có tiền ăn nghe không? Cho em biết cái cực khổ hồi xưa nhưng mà cũng ngon cực kỳ. Hồi xưa hả? Sao, đúng rồi. Sao hồi xưa của em không có cái món này? Hồi xưa của em là không có món này đâu. Đầu tiên mình chuẩn bị là hành lá nè. Tép mỡ là không thiếu rồi. Đây tép mỡ nữa nè. Đó, mỡ là không thiếu rồi. Ngon không? Hay chảy nước miếng vậy? Không, không ngon. Đó. Mình chế dầu nó sôi thì sôi đúng không? Đó. Ủa mỡ chế quên. Rồi. Rồi đây luôn nha, chế sẵn đây luôn nha mọi người. Dặn không, dặn không? Dặn à. Chín dầu, ủa chín hành nè, chín hành rồi, chín hành luôn. Vậy là vừa thôi chứ không cả cần mà mình chế lâu đâu, vậy là nó còn xanh gì nè mới ngon rồi đó. Nêm nếm luôn, tí giống muối món, cái nè, giống cái món hồi đợt hổm em làm gì ta? Hào tí muối, đúng rồi, nó như hào nướng vậy đó, nó mặn mặn vô. Rồi tí muối mình bỏ vô gì là nó vừa ăn nè, đó. Quậy lên, chút xíu tan à. Rồi bây giờ kế tiếp là mình làm gì? Đây, cho nước đây. Cái này cũng chắc cũng văng nữa nè. Văng không? Không, nguội rồi văng gì nữa. À, không có văng. Văng, giờ không văng nè hả? Rồi. Món gì thèm quá vậy? Đói bụng quá rồi. Thèm không? Chưa gì thèm chứ mình phải đói bụng mà, chứ không có thèm. Không đói bụng nữa, cực kỳ ngon của người ta mà đói bụng được. Làm nhớ. Rồi bánh chén. Trời ơi, chén. Bánh chén bình thường ta nhúng nước ăn thôi, bữa nay nấu bánh chén thôi vậy. Rồi món này đang hot luôn á, giỡn hoài. Anh thấy cái bánh chén này mà trên mạng rồi. Chứ là món bánh chén à. Bánh chén hấp. Đúng rồi. Đây là món bánh chén hấp á. Ăn làm gì hấp, hấp là người ta chưng cách thủy, còn cái này có chưng cách thủy gì đâu. Nhưng mà đó là người ta gọi là hấp đó mọi người. Là nước sôi lên cho mình cúp lên mình luộc á. Lần miếng hai miếng, thích ăn dày mỏng. Ai biết cái món đó ra làm sao rồi, hỏi gì ăn dày mỏng. Em là con người miền Tây hả? Mai cho nên là ăn dày đi. Ăn dày chơi nhiều chút. Mới là mảnh mai mà kêu ăn dày đi. Bây giờ mình nhúng sơ nè, nhúng nhanh qua cái nghe mọi người. Đó. Nhúng nhanh rồi. Nhúng nhanh rồi thôi. Ủa sao nói ồ giống chiên nó quá vậy? Cúp nhà vậy phải không? Đúng rồi. A few moments later. Thì sao một hồi cũng đã làm xong rồi, nãy giờ mình nhúng bánh chén là lâu quá lâu. Rồi gắt hành lên vậy hả? Đúng rồi, mình cho tép mỡ lên nè, đó. Wow. Giống như mình cuốn tép mỡ thấy không? Đó. Không dính không rồi. Hả? Lạ không? Lạ quá đó, giờ có ăn đâu biết đường quen. Đó, thấy đã không hả? Hấp dẫn chưa? Không hấp dẫn. Hồi xưa giờ là hấp dẫn rồi. Tại em giờ ăn mỡ nhiều mới ít. Mỡ gì nhiều? Mỡ này nè. Ít thôi. Sao mập hả? Bỏ nhiều cái gì đó. Hành ha. Bỏ nhiều cái này nè. Tép mỡ hả? Ừ. Ok. Rồi cuốn đây, vậy là quất á. Xong rồi á. Cuốn gì vậy là ăn hả? Ừ, thử coi ngon không? Rồi sao cuốn? Lấy miếng gạo đó, gạo bự đó. Rồi anh làm thử mẫu chứ, đó giờ có ăn đâu biết. Thử một cuốn. Thế ăn mà cũng phải chỉ Thắm ăn ha mọi người, cái khổ với mọi người. Anh thèm đó mà tại chưa biết cách ăn nên chưa dám ăn đó.
Ồ, dính dữ vậy. Mấy bóp tay cho nhanh được. Dính quá, dính nào mọi người ơi. Cái này giống như cái bánh. Sao giống ăn bánh xèo quá vậy trời. Đúng rồi, nó là bánh xèo đó. Cho vài cục thép mỡ lên. Đó, có gì leo không? Có mà chưa gọt. Chưa gọt hả? Thôi lỡ thôi khỏi luôn nè. Rồi cắn ăn luôn hả? Ngon quá bạn ơi. Đây. Này mình cuốn rồi mình ăn nha mọi người. Mời mọi người ăn cùng với mình nha. Đó. Ôi nãy đưa miếng rau ngược rồi. Wow. Chấm vô một cái. Trời trời gấp. Tới đó mày lắm. Giữ ăn chưa? Đại chỉ luôn. Biết rồi. Thì là bỏ họng nhai. Hay dính quá mình bóc tay được không? À, tủ hơi đâu ăn hết đũa gì đâu bóc tay mà. Ý. Xong cái đũa đây. Ngon. Tới tép mỡ phải không? Tép mỡ vô. Mập mập chứ khoái ăn tép mỡ. Biết sao trước ăn không? Không. Là không có tiền á. Chứ giờ không có tiền cũng ăn cái này vậy. Ủa? Làm cho em biết em ăn thử rồi đúng không? Ủa em nói câu quầy vốn ghen nha không nghe. Thôi ăn thử. Mời mấy bạn ăn chúng mình nha. Im không? Im không? Bắt không? Dạ ai miệng vậy? Chứ sao trời. Dính cái keo vậy. Ui dạ. Hồi nãy quên đấy rồi à. Cái tép mỡ thì nó giòn. Nước mắm chua chua ngọt ngọt. Còn ba cái mỡ này béo ha. Cái dầu hành thì nó thơm. Bánh chén thì nó dai y gan như gì ta. Y gan bánh chén luôn. Không biết gì vụ gì. Trời đứng xèo đi. Giòn. Ok nha mọi người. Có rau thơm nữa, thơm nữa. À, làm thêm một cuốn nha. Ôi rớt à. Tuổi thơ em thật là thiếu sót. Ngon không? Thì không biết cái món này. Vì sao nãy ai là anh dặn anh ăn với con chó? Em có ăn không? Em đâu ăn gì ăn với chó đâu. Này em ăn muốn ăn liền hoàng. Em mới ăn với chó à. Anh nãy anh dặn ăn với chó, anh chứ dành ăn, anh chế cho em cái món này nè. Dai quá à. Cái này gọi là bánh xèo dai đi. Chứ đừng gọi bánh chén nữa. Bánh xèo dai. Giống quá à. À thêm nè. Vậy ở đây nhóc rồi. Ăn không tép mỡ luôn hả? Rồi dao luôn. Rồi gói tép mỡ hết rồi. Cách thi mới được. Ngon thiệt. Nhà bạn nào mà kiểu phi tép mỡ đừng bỏ cho mình nha. Công nhận món này ăn ngon ghê á. Bắt lắm nha, cái này nãy mua tép mỡ ở đâu mà siêu thị thì á. Nó sắc sẵn cho mình luôn. Sẵn luôn. Mà phải sắc lại. Trời ơi, văn cục gì luôn nè. Thành á. Ồ. Ngon quá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Lại bỏ cơm nữa. Cái này ăn bỏ cơm luôn hả? Nói chứ ăn chơi được. Bỏ cơm là mơ là dành toilet luôn á. Toilet là sao? Ừ? Sao? Ăn mỏi nhiều quá hả? Ừ. Thôi này rồi uống một ca nước đá đó. Trời thì thôi. Vì có nhà em khóa cửa phòng nhảy sinh rồi. Khóa cửa phòng nhảy sinh rồi. Chi vậy? Thôi anh khỏi đi. Đúng quá, giòn quá. Đúng rồi, ra làm để em coi mọi người thấy em ăn ngon. Giòn. Ngon. Nãy chế mà. Chất bở chấm nước mắm à. Đó. Ồ, ồ, bắt. Bắt không? Thật. Làm nó cuốn thịt, bắt cháy nữa cả. Cái gì cũng hỏi cực cực. Ở nay chứ áo gì vậy, cuộc hay nó nấm vậy nội. Áo mặc nhất vậy. Nghèo quá mặc áo giãn rồi. Thành ra cái buộc vậy.
bánh tráng nó dai tới nỗi mà nó dính luôn cái gì, nó dính cái gì không, tép mỡ nha. Ừ, cái gì chứ tép mỡ này lúc nãy mình cháy ra có bỏ một ít muối vô đó cho nên ăn không nó cũng có cái vị hơi mặn mặn, nó dễ ăn lắm, ngon lắm. Trời, thèm không? Quay em thèm không? Nhớ cái mày đó rồi. Rồi quất đi. Rồi lụm ngoài thêm. Đây nè. Ừ. Ồ. Ừ. Ngốc một khi gọt nữa mới được à. Tưởng mắm nó ngon. Ngày này ăn nước mắm với cũng ghiền nữa thiệt. Ngày cũng có ăn nước mắm nữa. Dạ thầy quay ẩm thực chắc mai mốt lên trí nữa không? Mà cái món nào mà thiếu nước mắm thì nhiều khi nó cũng không ngon, đúng không? Bộ nhà bán nước mắm gì bán cá nước mắm hoài. Không có. Đúng rồi. Cái nào bán nhà bán nước mắm vậy, bán cá mắm suốt à? Ừ, không. Ừ, một tô luôn. Ừ, cắn cái mỡ giòn giòn khấu khấu giòn khấu. Mời mọi người đi. Ăn. Ngon quá. Lúc không à, có lúc thiệt, có lúc giả không ăn, ăn không? Thiệt luôn. Nhỏ lớn lần đầu tiên ăn món này luôn á. Lạ. Lạ. Ngon quá. Rảnh giỏi lạ món này rồi. Ủa, không tốn tiền nhiều nữa. Tính ra đâu có tốn gì đâu. Đúng rồi. Tốn có miếng mỡ à. Mỡ mình lấy, mình lắn, mình lấy mỡ. Lấy dầu ha, lấy mỡ luôn. Mỡ mà lấy dầu luôn hả? Trời ơi. Mấy mình chuyển xe mình bóc tay đi. Tay đâu, tay đi. Nãy giờ bóc tay. Tay cho ngon. Thấy vậy nhiều cái món mà mình phải bóc tay nó mới ngon nha. Đúng rồi, bóc tay mới ngon. Em không thấy cái người bên nước cam thì tao chuyên cho tao bóc tay không thấy hả? Đây, cuốn cuốn này nữa nha. Cái này nữa là mình ăn thêm cuốn nữa. Trời ơi. Nó thèm quá. Cái miệng ăn gì thì dánh dánh trời. Tết mà. Nhán mấy món thịt mà chế biến mấy món này cũng ngon. Kiểu có mỡ không, đâu có thịt đâu. Đúng mà mỡ mà. Ngon quá mà. Trên chả tuyệt vời ha. Tuyệt vời. Nó vừa dai mà vừa giòn, mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt. Mà thêm cái nó biết đặc biệt gì không? Cay quá. Nó cực kỳ béo luôn. Ăn gì dám căng không nổi đâu. Thôi ngưng ngưng đi chứ ăn hồi là mới là lên ký nữa đó. Ăn mỡ nhiều quá hả? Ừ. Thôi ngưng ăn đi em ơi, quên đó, lên ký á. Thôi mình nút rồi. Nút cái đi. Không phải vậy chứ ăn được bởi vì mau lên mà có. Vậy thôi mình kết thúc video tại đây nha mấy bạn. Nếu thấy món này hay thì ở nhà làm thử ngon lắm á. Nếu thấy clip này hay thì nhớ ấn like cho mình nha. Nhớ comment dưới nếu mình làm món khác hả? Ừ đúng rồi. Muốn mình ăn món gì á, review lại cho. Chưa biết ăn món đó đó. Vậy thôi mình tạm biệt nha mọi người nha. Bye bye. Bye bye mọi người. Ăn cuốn nữa thôi nha. Ăn cuốn nữa đi.